Thưa quý vị và các bạn, thời điểm cuối năm, việc xây cất mồ mả thường diễn ra nhiều. Không ít địa phương trong tỉnh Hưng Yên cũng như cả nước đã thực hiện việc xây dựng nghĩa trang đồng bộ, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên cũng có không ít nơi, nhiều gia đình còn xây bao cả một khu vực rộng lớn để xí mộ phần cho gia đình, dòng họ, gây lãng phí đất và bức xúc trong dư luận. Trong thời đại ngày nay, là cái việc đất thì chật, người thì đông. Việc xây mộ cho những người thân qua đời cần phải hết sức cẩn thận, tính toán kỹ sao cho phù hợp. Điều thứ nhất là chúng ta nên phải xây dựng ở những nơi nào đó có quy hoạch trước để đảm bảo tính lâu dài cho ngôi mộ. Cái việc thứ hai nữa là cốt lõi của những người qua đời thì các cụ trước khi qua đời các cụ đều dặn lại, ma chay thì đơn giản, mộ phần thì cũng đơn giản. Cái quan trọng nhất là con cháu phải biết hòa thuận với nhau. Còn mồ to mà đẹp thì cũng chỉ là phần để chúng ta nhìn thấy ở dương gian thôi. Đây là khu lăng mộ rộng hơn 120m² đang xây dựng, vi phạm trên diện tích đất 03 của gia đình bà Đỗ Thị Thuyết ở thôn Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, gây bức xúc trong dư luận tại địa phương. Xây vừa giữ lấy cái lấm, xây to là lãng phí. Bây giờ nghĩa địa gì thì nó có khuôn rồi, không ai xây cao, không ai xây to được. Đào thành cái khung ai cũng như ai đấy, không ngoảnh hướng nào được nữa, chỉ một hướng thôi. Khu ruộng này là diện tích đất 03 vẫn được người dân canh tác, thì gia đình bà Thuyết mua ruộng lại của một số hộ dân và mới đây đã ngang nhiên đổ cát, san nền, xây dựng tường bao kiên cố để đưa nhiều phần mộ mới vào tập trung, nhằm thay đổi để biến đất từ đất 03 thành đất nghĩa trang, vi phạm nghiêm trọng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Mặt khác, phần mộ mới xây này còn nằm trọn trong khu đất đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên có quyết định giao cho doanh nghiệp vào đầu tư và đã được địa phương công bố công khai từ trước đó. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo phòng chuyên môn cùng với thị trấn ra kiểm tra, xác định vi phạm và lên kế hoạch để thời gian tới khi mà hết giãn cách của thị trấn sẽ tiến hành xử lý cái vi phạm này theo hướng là dỡ bỏ triệt để những cái công trình vi phạm. Hiện vi phạm này đã được chính quyền thị trấn Yên Mỹ lập biên bản sai phạm, tạm dừng xây dựng và phải giải tỏa dứt điểm trong thời gian tới. Tuy nhiên, để một công trình có diện tích rộng hơn 120m², không thể nói là một sớm một chiều mà chính quyền thị trấn Yên Mỹ không thể không biết. Vì trước đó, ngay khi sự việc xảy ra, lãnh đạo thôn Trai Trang và doanh nghiệp được giao đất đã báo cáo sai phạm tới chính quyền thị trấn Yên Mỹ. Nhưng sự việc lại chậm bị xử lý, để vi phạm xây dựng ở mức độ ngày càng nghiêm trọng hơn mới tiến hành lập biên bản tạm dừng. Nhiều người đặt câu hỏi, nếu làm tốt công tác quản lý địa bàn, ngăn chặn ngay từ khi mới phát sinh, vi phạm sẽ không xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng mộ to không chỉ gây tốn đất, tốn tiền, mà còn gây ra nhiều khiếu kiện vượt cấp, kéo dài. Và sự việc tại xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ là một ví dụ cho thấy sự cố tình buông lỏng của chính quyền địa phương, cơ sở nơi đây. Năm 2020, ngay khi lăng mộ này được xây lại, nhiều hộ dân ở xã Thiện Phiến và một số địa phương khác đã có đơn gửi cơ quan chức năng. Nguyên nhân người dân gửi đơn là do từ năm 2017, khi xã Thiện Phiến tổ chức đấu giá đất ở khu dân cư mới, khi đó phần mộ có diện tích nhỏ, lại nằm trong hành lang giao thông. Nay lại có lăng mộ với diện tích hơn 205m², nằm án ngữ ngay phía trước mặt tiền, làm ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của nhiều hộ dân có đất chúng đấu giá từ trước đó. Mặt đường quốc lộ tất nhiên rất thuận lợi thì em trả giá rất là cao để mua được cái suất đất này. Mà sau khi ấy thì bây giờ người ta lại xây đất như kia thì làm sao mà mình có thể kinh doanh buôn bán được, mà mộ xây to đùng một chiếc cửa. Giá đất mà ở mà giá được quốc lộ là giá rất là cao. Thế mà bây giờ lại coi như là không biết là chính quyền ra sao mà để cho một cái hành lang giao thông đường tròn đường 39A. Mà cái hành lang có sẵn rồi chứ anh? Có luật rồi đấy. Thế mà sao mà làm sao mà để thế này được? Thế nên là mong rằng các cấp chính quyền chúng ta xem xét giải quyết cho làm sao mà để xây dựng một mức độ cho phép thôi. Trở lại vấn đề, ngay từ khi đào móng để xây dựng lăng mộ, nhiều cơ quan chức năng đã vào cuộc, từ chính quyền địa phương, thanh tra sở giao thông vận tải đều đã lập biên bản yêu cầu tạm dừng thi công vì công trình xây dựng vi phạm hành lang giao thông. Phớt lờ hoàn toàn các quy định của pháp luật, công trình vẫn được xây dựng và hoàn thiện. Sai phạm được yêu cầu phải xử lý tháo dỡ, tuy nhiên chỉ làm cho có để đối phó với các cơ quan chức năng. Thực tế vi phạm, diện tích vi phạm thì vẫn còn giữ nguyên, chưa thu nhỏ lại một tí nào. Vậy tôi đề nghị chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Tiên Lữ xử lý dứt điểm
công trình vi phạm. Thưa quý vị và các bạn, qua hai sự việc chúng tôi vừa phản ánh, cho thấy chính quyền xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ và thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ đã không làm hết trách nhiệm được giao trong quản lý tại địa phương và có biểu hiện làm ngơ để công trình sai phạm tiếp tục sai phạm. Và phần trình bày của tôi đến đây là hết. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các tin tức khác của chương trình thời sự.